Đây là bà con đang tránh Thanh Hóa để đang góp những thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ đồng bào miền Nam này. Ai có cái gì thì góp cái đó. Mấy cả cùng đâu. Phải có bỏ hút đúng không? Gom được rất nhiều rồi cả nhà. Đấy. Bí đỏ này, bí đỏ này, bí xanh này. Đây là đội thanh niên đang giúp cơ quan. Mì tôm này. Đây này có cả bánh nhãn đang cháy. Cả nhãn đang cháy này. Cả nhãn đang cháy này. Đó. Đây là của công đoàn à. Đồng bào, đồng bào này. Gạo này. Cả cả nhãn đang cháy để đi đưa đi để đây nhé cả nhà nhá. Đây này, này miến. Nhiều lắm cả nhà, nhiều gom được nhiều lắm. À, hôm nay đang còn rất nhiều nơi chưa chuyển đến cả nhà. Bà con vẫn đang đem đến. Được một kho đây, đây đang đóng hàng để chuyển lên xe tô, chuyển về thành phố rồi mới chuyển đi miền Nam. Thị trấn bỏ chuối vô cây thùng nó là đẹp. Quá đẹp rồi. Nhưng mà để ở đây kiểu có nắng không? Đấy, người ta đang đến ủng hộ nhiều lắm. Rất là năng lượng.
đang còn nhiều người đem đến lắm này. Đây à, ô chỗ đến. Vâng. Anh. Cái này mới là để bền đúng không anh? Để được lâu nhỉ? Của công đoàn lao động huyện Lai Trạch. 100% tham gia. Đi là tại thế này rồi. Đi cái bàn cho đi không ạ? Tất cả cổ. Mày dai. Anh cháu ơi, nhắc anh ấy. Ôi trời ơi. Nó trẻ còn. Tất cả vì miền Nam sợt thịt đây, miền Nam thân yêu đây. Mọi người đến ủng hộ bà con nhiệt tình lắm. Không ăn chừng để trước mà. Mau ạ. Không phải thành. Đây là bà con đang tránh Thanh Hóa nhé. Các trường ghi lấy cái danh mục của mình để có cái phiếu á. Tập thể cán bộ. Cán hàng chính sách này đó, cán hàng chính sách huyện này. Chính là. Không, họ đóng đi rồi nhưng mà phải xếp cẩn thận ra từ cái băng. Đi ra ngoài đi không thì cái nhà cuối luôn đấy. Thôi chị em là một cú đóng.